Hậu cổng anh mà chạy Lovely Runner, danh tiếng Beyond Woodstock tăng mạnh. Tuy nhiên, hình tượng của anh đang có dấu hiệu bị tụt dốc vì ồn ào đội vệ sĩ có hành động quá đà tại sân bay. Hiện vụ việc Beyond Woodstock được bảo vệ quá mức tại sân bay đã được báo cáo lên Ủy ban Nhân quyền Quốc gia Hàn Quốc. Về phía Beyond Woodstock, anh vẫn giữ im lặng. Phần lớn dân mạng Hàn Quốc chỉ trích ngôi sao 33 tuổi mắc bệnh ngôi sao khi chỉ mới được biết đến nhiều hơn qua một bộ phim truyền hình. Khán giả nhận định, anh nhiều khả năng sẽ sớm nở tối tàn nếu công ty quản lý không có động thái xử lý tình huống khôn ngoan hơn. Theo đó, mọi việc diễn ra vào ngày 12 tháng 7, khi nam diễn viên xuất hiện tại sân bay Incheon, Hàn Quốc để lên đường sang Hồng Kông, chuẩn bị cho buổi fan meeting Summer Letter. Trong video ghi lại cảnh Beyond Woodstock tại phòng chờ sân bay Hàn Quốc, đội vệ sĩ của anh dùng đèn flash chiếu về phía những người xung quanh nhằm ngăn chặn tình trạng quay chụp ảnh hưởng không nhỏ đến các hành khách cùng có mặt tại đó. Lùm xùm trên bùng nổ hơn khi lần lượt các cơ quan truyền thông Hàn Quốc cập nhật thêm tin tức xoay quanh vụ việc. Theo đó, phía đội vệ sĩ của Beyond Woodstock còn chặn cổng sân bay khoảng 10 phút khi anh bước vào, không cho ai đứng gần ngay cả các phóng viên. Thậm chí họ còn kiểm tra vé máy bay hộ chiếu của hành khách tại thang cuốn gần lối ra vào phòng chờ. Vụ việc dấy lên làn sóng bức xúc lớn, nhiều dân mạng xức kim chi ném đá đội vệ sĩ có hành vi lộng hành, làm phiền người khác tại nơi công cộng. Trước cơn mưa chỉ trích, giám đốc công ty bảo vệ đã phải lên tiếng xin lỗi, đồng thời khẳng định việc kiểm tra tại phòng chờ đã được thảo luận với an ninh sân bay. Tuy nhiên, phía sân bay Incheon phủ nhận. Sau đó, công ty quản lý của Beyond Woodstock là Varo Entertainment cũng cập nhật bài đăng xin lỗi. Khi biết một nhân viên bảo vệ dùng đèn pin chiếu về phía hành khách, chúng tôi đã ngay lập tức yêu cầu anh ta dừng hành động này. Mặc dù chúng tôi không biết rõ tình hình an ninh cụ thể tại sân bay, nhưng chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về mặt đạo đức đối với bất kỳ sự khó chịu nào mà mọi người trải qua trong quá trình này. Chúng tôi chân thành xin lỗi những ai đã chịu sự bất tiện, đại diện sau phim Cổng Anh Mà Chạy chia sẻ. Song động thái xin lỗi từ phía công ty bảo vệ và quản lý Beyond Woodstock đều không nhận được sự đồng tình từ công chúng. Phần lớn ý kiến cho rằng cả hai lời xin lỗi đều mang tính đối phó, thiếu sự chân thành. Đặc biệt, nhiều dân mạng phát hiện đây không phải lần đầu nhân viên của Mỹ Nam 9X này sử dụng đèn pin chiếu vào người khác ở nơi công cộng. Ồn ào trên trở thành chủ đề gây tranh cãi suốt những giờ qua, đứng đầu top từ khóa ở nhiều diễn đàn tại Hàn Quốc và lên trang nhất của nhiều tờ báo nổi tiếng, trong đó có Chosun Ilbo. Nói thêm về hiện tượng Beyond Woodstock, Korea Times ví sự nổi tiếng hiện tại của nam thần tượng giống như một cơn lốc. Danh tiếng của anh nhanh chóng lan rộng khắp Á. Sau thành công của bộ phim truyền hình Lovely Runner của đài TVN, ngay cả khi tác phẩm đã kết thúc một tháng, hiệu ứng của vai diễn trong phim vẫn còn để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả. Tận dụng hiệu ứng từ dự án, nam diễn viên đã tổ chức các buổi fan meeting trên khắp châu Á như Đài Loan, Thái Lan, Philippines, Indonesia, Singapore và kết thúc bằng hai buổi gặp gỡ người hâm mộ tại Seoul vào tháng 7 này. Mặc dù nhiều diễn viên trước đó cũng phục sáng thông qua các nhân vật của họ trong các bộ phim gây sốt, nhưng sự nổi lên nhanh chóng của Beyond là chưa từng có tiền lệ. Các buổi fan meeting của nam diễn viên đều trong tình trạng cháy vé, thậm chí có thời điểm mở bán có đến 700.000 người cùng lúc cố gắng đặt vé. Điều này một lần nữa minh chứng cho sự nổi tiếng bùng nổ của anh. Mở các nền tảng mạng xã hội như Instagram và YouTube, công chúng cũng dễ dàng bắt gặp hàng loạt bài đăng chi tiết về mọi động thái của anh từ người hâm mộ. Bất cứ nơi nào anh đến, anh đều được đông đảo khán giả chào đón nồng nhiệt. Kim, một người hâm mộ nam diễn viên Beyond Woodstock cho biết, gần đây thường xuyên truy cập các trang web đặt vé buổi fan meeting nhưng mãi vẫn chưa đặt được vé. Cuộc cạnh tranh để có được một tấm vé quá khốc liệt, đến nỗi tôi thậm chí không thể có được một chỗ ngồi có tầm nhìn hạn chế. Tôi liên tục kiểm tra các trang web đặt vé vì tôi rất muốn tham dự nhưng tôi không thể có được một tấm vé. Hầu hết những người xung quanh tôi cũng không thể đặt được vé, cô than thở.